Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, phía cảnh sát Đức đã tung ra thông tin về một chiếc xe có biển số Cộng hòa Séc dùng cho việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Mới đây, danh tính chủ cho thuê chiếc xe đó đã lộ diện và một tác giả có tên là Nguyễn Thi hiện sống tại Cộng hòa Séc đã tiếp cận và có cuộc trò chuyện với người chủ cho thuê chiếc xe đó. Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện sau. Cuộc trò chuyện với chủ cho thuê xe chở Trịnh Xuân Thanh từ Berlin sang Praha. Trong bữa ăn sáng, đang tào lao chuyện trên trời dưới biển, đột nhiên người bạn ghé tai nói nhỏ: xe chở Trịnh Xuân Thanh từ Đức về đây là xe của Hiếu Bùi, an ninh Đức đã cẩu xe về bên họ rồi. Trong mấy ngày gần đây, vụ Trịnh Xuân Thanh đang là một chủ đề nóng bỏng, đi đâu cũng nghe nhiều người bàn tán, từ thế giới mênh mông trên mạng, các cuộc gặp gỡ bạn bè, cho đến bữa cơm gia đình. Người ta hóng từng chi tiết mới. Tin xe của Hiếu Bùi có tính kích thích khá mạnh đối với dân làm báo cộng đồng tại Cộng hòa Séc. Hiếu Bùi là cái tên khá quen thuộc đối với nhiều người trong cộng đồng người Việt. Anh có văn phòng gần cổng chính trung tâm thương mại Sapa Praha 4, kinh doanh dịch vụ chuyển tiền, biểu diễn, cho thuê xe du lịch. Có khả năng nào anh ta dính líu đến sự kiện này hay không? Là chỗ quen biết, tôi đến văn phòng anh ta. Và đây là cuộc trò chuyện vừa diễn ra cách đây khoảng nửa tiếng giữa hai chúng tôi. Chào em, khiếp quá, ngồi đây có biết mình đang được cả thế giới nhắc đến hay không? Anh cứ chọc em vô can, em chỉ là người kinh doanh cho thuê xe thôi. Đùa chút thôi, anh và mọi người đều hiểu mà. Ngay từ ngày 28 tháng 7, an ninh Séc đã đến gặp và tra hỏi em rồi. Ngày 28 tháng 7, thế nghĩa là trước khi VTV1 đưa tin Trịnh Xuân Thanh đầu thú những 4 ngày à? Vâng, và từ đó đến hôm nay là ngày 9 tháng 8 thì ngày nào họ cũng tra hỏi. Thế hôm nay họ đã gặp em chưa? Hôm nay thì chưa, tầm khoảng 11 giờ, mà cũng có thể là đến chiều họ mới đến. Thế cảnh sát gặp em họ hỏi những gì? Thì họ cũng hỏi là cho ai thuê, ngày nào, giờ nào và thuê bao lâu. Thế em trả lời thế nào? Thì sự thực thế nào em trả lời như thế? Mọi việc minh bạch như ban ngày, người thuê là anh X. Làm dịch vụ tại đây, thuê xe từ ngày 20 tháng 7, tức là 3 ngày trước thời điểm Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Tất cả các thông tin liên quan em đều ghi vào nhật ký kinh doanh và đã nộp hết mọi giấy tờ liên quan cho họ ngay trong ngày 28 tháng 7 rồi. Anh X là đầu mối chính hiện nay, an ninh Séc đang trực tiếp làm việc, còn với em thì họ chỉ hỏi mang tính chất bổ sung thôi. Mọi câu hỏi của họ với em thì như thường, nói về chiếc xe chở Drogi hoàn toàn không phải là để chở người. Có vẻ như họ đang điều tra về một vụ chở lậu hàng hóa vậy. Mà nhiều khi buồn cười lắm, có những câu hỏi họ cứ hỏi đi hỏi lại, có lúc em cũng quặc lại, câu này các anh đã hỏi tôi từ mấy hôm trước rồi mà. Thế họ trả lời ra sao? Thì họ bảo là người hỏi câu ấy hôm nay bận việc khác rồi. Ừ, một ngón nghề thông dụng của an ninh, ở đâu cũng thế thôi. À mà xe của em cho X thuê là loại xe gì? Nó là xe 7 chỗ Volkswagen. Em có tất cả là 7 xe cho thuê và đều đăng ký chống trộm với công ty GPS. Nghĩa là xe chạy đi đâu, đỗ ở đâu đều trong tầm kiểm soát của công ty bảo vệ à? Vâng, tất cả đều được lưu trữ cẩn thận chứ. Không biết tay viết kịch bản vụ này của phía Việt Nam đã nắm được chi tiết này chưa nhỉ? Còn việc này nữa, họ thu giữ xe của em ngay từ ngày 28 tháng 7 rồi, với thời hạn là 2 tháng. Khoản này với em hơi đau đầu nhỉ? Em bị thất thu 4.000 euro. Trung bình mỗi tháng em khai thác được 20 ngày, đạt doanh thu là 2.000 euro. Gọi điện cho X, em đề nghị anh ta chịu một nửa, nhưng cho đến nay vẫn chưa có phản hồi cụ thể. Câu chuyện của chúng tôi đến đó thì có khách vào thuê xe và phải ngừng lại. Cảm ơn em đã tạo điều kiện cho anh có được cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này. Mặt khác, với tư cách là công dân Việt, cả hai chúng ta đều cảm thấy xấu hổ, đúng không? Xin chào tiến sĩ Hà Hoàng Hợp. Dạ vâng thưa ông, nói về câu chuyện của Trịnh Xuân Thanh thì có rất là nhiều những cái giả định, giả thuyết được đưa ra. Với quan sát của ông thì ảnh hưởng của Việt Nam đối với quốc tế và đặc biệt là đối với Đức trong câu chuyện này sẽ như thế nào thưa ông? Thì hiện nay rõ ràng là từ phía Đức họ đã có những cái thao tác ngoại giao dứt khoát, tức là bước đầu là trục xuất một cái người ngoại giao của Việt Nam. Tiếp theo thì họ làm gì thì cho đến nay thì cũng chưa thấy họ nói. Vâng. Nhưng mà khả năng là họ sẽ có cái thao tác tiếp theo để mà họ hiện cái việc của họ. Dạ. Bởi vì bản thân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức ông tuyên bố là
một cái việc bắt cóc này là chưa bao giờ xảy ra ở nước Đức, không thể tha thứ được. Thế còn phía Việt Nam thì cho đến nay, ngoài cái việc mà tuyên bố rằng là ông Trịnh Xuân Thanh ông ấy đầu thú thì cũng chưa có một cái thao tác gì cả. Tuy nhiên là theo cái suy nghĩ cá nhân, có lẽ rằng là phía Việt Nam cũng đang có những cái liên lạc với phía Đức để mà trao đổi thông tin, nói chuyện với phía Đức để làm dịu cái tình hình căng thẳng ngoại giao giữa hai bên. Dạ vâng, thì cũng chia sẻ thêm với ông một tí liên quan đến cái nhận định mà ông vừa nêu. Vừa rồi thì chúng tôi có liên lạc với lại ông David Brown, đó là một cựu chuyên viên ngoại giao của Mỹ, có một cái thời gian làm việc cũng rất là lâu năm ở Việt Nam. Thì ông David Brown có đưa ra một cái nhận định khá là tương đồng với tiến sĩ Hà Hoàng Hợp. Đó là theo ông David Brown thì trong một cái thời gian tương lai gần thì phía Việt Nam sẽ giải quyết cái vấn đề này bằng cách là nói chung là một cái hình thức ôn hòa. Sẽ đưa ra lời xin lỗi và gửi một cái đại sứ mới qua bên Đức. Đó là dự đoán của ông David Brown đối với cái trường hợp này. Và thưa ông, câu hỏi thứ hai xin được gửi đến ông, đó là với một người quan sát tình hình chính trị quốc tế cũng như là ở Việt Nam, thì theo ông, vì sao Việt Nam phải thực hiện cái việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh như thế? Có thể nói là một cái động thái khá là mạnh mẽ, cứng rắn, và theo như quốc tế nói là, theo như Đức nói là chưa bao giờ xảy ra. Như là mọi người đều biết thì một vài năm gần đây, chính quyền ở Việt Nam có phát động những cái cuộc gọi là cuộc đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí. Riêng năm 2017 thì họ có đưa ra 12 cái vụ án trọng điểm. Vài bữa trước thì họ còn nói là cái số án nó sẽ nhiều hơn nữa từ nay đến cuối năm. Nhưng mà họ nói rằng là chủ yếu những cái án đó là những cái án trọng điểm về tham nhũng. Một năm qua thì họ đã xác định rằng là ông Trịnh Xuân Thanh cùng với một số người khác đã dính đến cái chuyện gọi là thiếu trách nhiệm để gây cái hiệu quả, hậu quả nghiêm trọng cho cái việc công ty xây lắp của dầu khí. Vâng. Mất mấy tỷ, hơn 3.300 tỷ khi ông Thanh ông ấy đi ra khỏi Việt Nam. Họ có bổ sung thêm một cái việc nữa, gọi là một cái tội, gọi là tội tham nhũng. Thì họ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo cái ngôn ngữ của luật tố tụng hình sự Việt Nam ấy. Vâng. Trong cái chuyến mà thăm Đức gần đây nhất của Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời cũng là cuộc họp với tư cách là quan sát viên của cái nhóm G20 ở Đức vừa rồi. Theo thông báo của phía Đức cũng như là thông báo của phía Việt Nam thì các cái quan chức cấp cao trong cái đoàn của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vấn đề với phía Đức là xúc tiến nhanh và gọn việc là trục xuất, tức là bắt và dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh với cái lý do tính đến hai cái tội kia. Nó thể hiện rằng là chính quyền Việt Nam người ta một mặt là người ta kiên quyết chứng tỏ với người dân và chứng tỏ với cả những cái bên liên quan rằng là họ chống tham nhũng và lãng phí. Có một vấn đề mà truyền thông mạng là những người quan sát rồi nói chung là công luận những ngày vừa qua thì có đặt lên trên, có khi mà quan sát vấn đề này thì rất là nhiều người đưa ra câu hỏi là vì sao Đức yêu cầu Việt Nam phải mau chóng trả Trịnh Xuân Thanh quay trở về Đức, trong khi là Trịnh Xuân Thanh là một, theo như tin tức thì Trịnh Xuân Thanh là vẫn là một tội phạm bị truy nã và một công dân Việt Nam, thì vì sao Đức lại bắt buộc Việt Nam phải đưa trả Trịnh Xuân Thanh quay trở về Đức vậy thưa ông? Dạ, theo cái cách giải thích của người Đức ấy, tức là từ cả phía chính phủ Đức lẫn cũng là như là từ các cái giới luật sư, người ta có hiểu biết về cái vụ của ông Trịnh Xuân Thanh này. Thì nó có hai vấn đề. Thứ nhất là ông Thanh thì ông là được xác định từ phía Việt Nam là nghi can bị truy nã. Thứ hai là cái trạng thái của ông Thanh khi đến nước Đức là ông có nộp một cái đơn gọi là đơn xin tị nạn. Cái đơn xin tị nạn đấy thì từ phía chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ hay chưa biết thật rõ đấy là
đơn xin tị nạn chính trị hay là xin tị nạn với một lý do khác, hay là nhân đạo hay là nhân quyền. Thế thì với hai cái lý do như thế, thì người Đức là một cái nước mà họ có pháp quyền và pháp luật rất là nghiêm, thì họ phải có một cái trình tự thủ tục pháp lý rất là chặt chẽ để họ thẩm định các cái thông tin từ phía ông Thanh cũng như là từ phía bên yêu cầu truy nã là chính phủ Việt Nam và từ các cái bên khác. Cho nên khi phía Đức người ta yêu cầu phía Việt Nam là phải để cho ông Thanh lập tức quay lại nước Đức, thì đấy là cái lý do nó phù hợp với cái pháp quyền cũng như là cái luật pháp của nước Đức. Tức là bản thân nó không mâu thuẫn với chính nó, nhưng mà nó có sự khác biệt với cái yêu cầu của phía chính phủ Đức. Dạ. Yeah. Bởi vì hai bên là có hai cái nền luật nó khác nhau. Dạ vâng. Dạ xin cảm ơn tiến sĩ Hà Hoàng Hợp về những nhận định, những lời bình luận mà ông đã đưa ra cho một vấn đề đang rất là nóng bỏng, gần như là bao trùm toàn bộ báo chí quốc tế và của, nhưng mà riêng Việt Nam thì lại thông tin lại rất nhỏ giọt. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, xin cảm ơn thời gian của ông. Xin cảm ơn quý đại. Chi tiết mới. Tin xe của Hiếu Bùi có tính kích thích khá mạnh đối với dân làm báo cộng đồng tại Cộng hòa Séc. Hiếu Bùi là cái tên khá quen thuộc đối với nhiều người trong cộng đồng người Việt. Anh có văn phòng gần cổng chính trung tâm thương mại Sapa Praha 4, kinh doanh dịch vụ chuyển tiền, biểu diễn, cho thuê xe du lịch. Có khả năng nào anh ta dính líu đến sự kiện này hay không? Là chỗ quen biết, tôi đến văn phòng anh ta và đây là cuộc trò chuyện vừa diễn ra cách đây khoảng nửa tiếng giữa hai chúng tôi. Chào em, khiếp quá, ngồi đây có biết mình đang được cả thế giới nhắc đến hay không? Anh cứ chọc em vô can, em chỉ là người kinh doanh cho thuê xe thôi. Đùa chút thôi, anh và mọi người đều hiểu mà. Ngay từ ngày 28 tháng 7, an ninh Séc đã đến gặp và tra hỏi em rồi. Ngày 28 tháng 7, thế nghĩa là trước khi VTV1 đưa tin Trịnh Xuân Thanh đầu thú những 4 ngày à? Vâng, và từ đó đến hôm nay là ngày 9 tháng 8, thì ngày nào họ cũng tra hỏi. Thế hôm nay họ đã gặp em chưa? Hôm nay thì chưa, tầm khoảng 11 giờ, mà cũng có thể là đến chiều họ mới đến. Thế cảnh sát gặp em họ hỏi những gì? Thì họ cũng hỏi là cho ai thuê, ngày nào, giờ nào và thuê bao lâu. Thế em trả lời thế nào? Thì sự thực thế nào em trả lời như thế? Mọi việc minh bạch như ban ngày, người thuê là anh X làm dịch vụ tại đây. Thuê xe từ ngày 20 tháng 7, tức là 3 ngày trước thời điểm Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc. Tất cả các thông tin liên quan em đều ghi vào nhật ký kinh doanh và đã nộp hết mọi giấy tờ liên quan cho họ ngay trong ngày 28 tháng 7 rồi. Anh X là đầu mối chính hiện nay, an ninh Séc đang trực tiếp làm việc. Còn với em thì họ chỉ hỏi mang tính chất bổ sung thôi. Mọi câu hỏi của họ với em thì như thường. Nói về chiếc xe chở Drogi hoàn toàn không phải là để chở người. Có vẻ như họ đang... Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, phía cảnh sát Đức đã tung ra thông tin về một chiếc xe có biển số Cộng hòa Séc dùng cho việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Mới đây danh tính chủ cho thuê chiếc xe đó đã lộ diện và một tác giả có tên là Nguyễn Thi hiện sống tại Cộng hòa Séc đã tiếp cận và có cuộc trò chuyện với người chủ cho thuê chiếc xe đó. Mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện sau. Cuộc trò chuyện với chủ cho thuê xe chở Trịnh Xuân Thanh từ Berlin sang Praha. Trong bữa ăn sáng, đang tào lao chuyện trên trời dưới biển, đột nhiên người bạn ghé tai nói nhỏ: xe chở Trịnh Xuân Thanh từ Đức về đây là xe của Hiếu Bùi, an ninh Đức đã cẩu xe về bên họ rồi. Trong mấy ngày gần đây, vụ Trịnh Xuân Thanh đang là một chủ đề nóng bỏng, đi đâu cũng nghe nhiều người bàn tán, từ thế giới mênh mông trên mạng, các cuộc gặp gỡ bạn bè, cho đến bữa cơm gia đình, người ta hóng từng khai thác được 20 ngày, đạt doanh thu là 2.000 euro. Gọi điện cho X, em đề nghị anh ta chịu một nửa, nhưng cho đến nay vẫn chưa có phản hồi cụ thể. Câu chuyện của chúng tôi đến đó thì có khách vào thuê xe và phải ngừng lại. Cảm ơn em đã tạo điều kiện cho anh có được cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này. Mặt khác, với tư cách là công dân Việt, cả hai chúng ta đều cảm thấy xấu hổ, đúng không? Xin chào tiến sĩ Hà Hoàng Hợp. Dạ vâng thưa ông,
Nói về câu chuyện của Trịnh Xuân Thanh thì có rất là nhiều những cái giả định, giả thuyết được đưa ra. Với quan sát của ông thì ảnh hưởng của Việt Nam đối với quốc tế và đặc biệt là đối với Đức trong câu chuyện này sẽ như thế nào thưa ông? Thì hiện nay rõ ràng là từ phía Đức là họ đã có những cái thao tác ngoại giao dứt khoát. Đấy là bước đầu là trục xuất một cái người ngoại giao. Đang điều tra về một vụ chở lậu hàng hóa vậy. Mà nhiều khi buồn cười lắm. Có những câu hỏi họ cứ hỏi đi hỏi lại. Có lúc em cũng quặc lại. Câu này các anh đã hỏi tôi từ mấy hôm trước rồi mà. Thế họ trả lời ra sao? Thì họ bảo là người hỏi câu ấy hôm nay bận việc khác rồi. Ừ, một ngón nghề thông dụng của an ninh ở đâu cũng thế thôi. À mà xe của em cho X thuê là loại xe gì? Nó là xe 7 chỗ Volkswagen. Em có tất cả là 7 xe cho thuê và đều đăng ký chống trộm với công ty GPS. Nghĩa là xe chạy đi đâu, đỗ ở đâu đều trong tầm kiểm soát của công ty bảo vệ à? Vâng, tất cả đều được lưu trữ cẩn thận chứ. Không biết tay viết kịch bản vụ này của phía Việt Nam đã nắm được chi tiết này chưa nhỉ? Còn việc này nữa, họ thu giữ xe của em ngay từ ngày 28 tháng 7 rồi, với thời hạn là 2 tháng. Khoản này với em hơi đau đầu nhỉ? Em bị thất thu 4.000 euro, trung bình mỗi tháng em khai...